Tít ơi! Đố cậu, tuần này chúng mình đi đâu đấy? Làm sao mà tớ biết được? Để tớ gợi ý nhé! Nơi này được vinh danh là một trong 7 kỳ quan thế giới. À, tớ biết rồi. Là Vịnh Hạ Long đúng không? Chính xác. Vịnh Hạ Long ở đâu các bạn biết không? Cầu này mà chip cung đố. Ai chả biết Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Hi hi, vậy thì chúng ta ghé thăm Quảng Ninh thôi. Ngoài Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn có cửa khẩu Móng Cái, đảo Cô Tô và rất nhiều bãi tắm tuyệt đẹp nữa. Để tớ cắm cờ lên hòn chống mái nhé. Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài vừa lạ vừa quen. Đó là âm, chữ cái, chữ. Đầu tiên chúng mình cùng tìm hiểu về âm và chữ cái. Tít Chip ơi, cô có nhiệm vụ cho các em đây. Mỗi bạn hãy tìm cho cô hai phụ âm khác nhau. Chúng em làm xong rồi ạ. Các em hãy chú ý lên bảng. Hai phụ âm của Tít đọc như thế nào nhỉ? Thưa cô, là bờ và cờ ạ. Cậu sai rồi, là B và C chứ. Là bờ và cờ. Là B và C. Cả hai bạn nói đều có phần đúng. Sao lại thế ạ? Để cô giải thích. Với tất cả các chữ cái chúng ta đã học đều có hai cách đọc. B và C là tên chữ cái của âm, còn bờ và cờ là cách đọc khi phát âm. Cô ơi, thế còn những chữ của em ạ? Hai chữ của Chip cũng giống như của Tít, có hai cách đọc. D và H là tên chữ cái của âm, G và H là cách đọc khi phát âm. Ở lớp 1, chúng mình đã từng học cách đánh vần. Mời Tít đánh vần tiếng bò cho cô. Bờ o bo huyền bò. Đúng rồi, giờ Chip thử phát âm tiếng bò theo cách gọi tên chữ cái là B xem nào. B o bo huyền bò. Khó đánh vần quá cô ạ. Vậy nên mình mới quy ước khi phát âm đọc là bờ để chúng ta đánh vần cho dễ. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng em hiểu rồi ạ. Các em hãy ghi nhớ, chữ cái dùng để ghi lại một âm. Em thưa cô, vậy còn những chữ cái khác sẽ phải đọc như thế nào ạ? Chúng ta có 29 chữ tương ứng với những cách đọc đã ghi ở bảng. Các em hãy theo dõi lên bảng. Tiếng Việt thật diệu kỳ. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, chữ. Cô ơi, chữ khác gì với âm ạ? Chữ là ký tự để ghi các tiếng. Mỗi một tiếng viết thành một chữ. Ví dụ cô có câu em đang học bài. Các tiếng em đang học bài là các chữ. Trong mỗi chữ lại được tạo bởi các chữ cái. À, em hiểu rồi. Chữ cái dùng để ghi âm đúng không ạ? Đúng rồi. Chữ dùng để ghi tiếng. Chữ được tạo bởi các chữ cái ghép với nhau. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn. Hay, Chip ơi, mẹ tớ thu hết truyện tranh rồi. Chán quá. Thế thì chơi với tớ đi. Thật á? Vậy mình chơi gì thế? Trò này tên là giải mã thông điệp. Tớ có các chữ cái đang được gọi bằng tên âm. Nhiệm vụ của cậu là đoán chữ tớ đang nhắc đến. Chà, trò này thú vị đấy. Nhìn nè, tớ nói nhé. C, O, N, S, C, E, N ghép thành gì? Là con sen đúng không? Chuẩn luôn. Các bạn có thể chơi đố chữ với bạn bè của mình. Ai thua sẽ bị phạt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.